Mở đầu bản tin chúng tôi xin được cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay, toàn tỉnh có thêm 1.854 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh điều trị khỏi lên 44.371 trường hợp. Toàn tỉnh có gần 1.500 người khai báo y tế. Trong ngày, tỉnh Bắc Cạn cũng ghi nhận thêm 1.985 ca bệnh F0 mới. Cụ thể, huyện Chợ Đồn 396 ca, huyện Ba Bể 279 ca, huyện Bắc Nẵm 262 ca, thành phố Bắc Cạn 238 ca, huyện Ngân Sơn 234 ca, huyện Nari 218 ca, huyện Bạch Thông 189 ca, huyện Chợ Mới 122 ca và Bệnh viện Đa khoa tỉnh 47 ca. Đánh giá cấp độ dịch, huyện Chợ Đồn thuộc vùng vàng, huyện Ngân Sơn và Ba Bể vùng cam, các huyện Bắc Nẵm, Bạch Thông, Nari, Chợ Mới và thành phố Bắc Cạn thuộc vùng đỏ, cấp độ dịch rất cao. Thưa quý vị, theo hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà của Bộ Y tế thì các trường hợp F0 có bệnh nền đang điều trị ổn định, được theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, F0 bệnh nền thường là người cao tuổi, mắc nhiều bệnh phối hợp. Vì vậy, khi thực hiện điều trị tại nhà, cần đặc biệt lưu ý đến cả thể chất lẫn tinh thần cho họ. F0 có bệnh lý nền cần đặc biệt chú ý việc tương tác giữa thuốc điều trị bệnh nền và thuốc điều trị COVID-19. Một số thuốc cần kê đơn, căn chỉnh theo liều lượng và chức năng gan, thận của người bệnh. Vì vậy, nhóm F0 này cần phối hợp chặt chẽ với người chăm sóc, nhân viên y tế, bác sĩ điều trị để được tư vấn đầy đủ, phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng để nhập viện kịp thời. Là theo dõi cái xem có bị khó thở hay không. Đó là cái vấn đề y tế mà cần quan tâm nhất. Đo cái nồng độ oxy trong máu, đó là sử dụng cái SpO2. Thì nếu mà SpO2 mà nó trên 96% thì bệnh nhân không có khó thở. Đấy, thì chúng ta chỉ động viên và cố gắng là động viên những cái bệnh nhân đó để luyện tập. Đấy. Thế còn trường hợp mà SpO2 mà nó thấp ấy, cái dấu hiệu chỉ điểm đó là từ 94 đến 96, thì cái việc đầu tiên mà chúng ta phải xử lý đó là cho cái bệnh nhân đó thở oxy. Sau khi cho thở oxy mà nó trên 96, tức là nó trở lại bình thường, thì chúng ta tiếp tục theo dõi. Thế còn trường hợp mà nó vẫn không xuống thuyên giảm thì chúng ta phải điện ngay cho cái cơ sở y tế để có thể chuyển bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời. Người già và người có bệnh nền nếu không có triệu chứng gì hoặc có triệu chứng nhẹ, bệnh sẽ khỏi sau 6 đến 14 ngày. Còn nếu có các triệu chứng thông thường như sốt, ho, tiêu chảy thì khi có triệu chứng gì sẽ dùng thuốc điều trị triệu chứng đó, tuyệt đối không dùng thuốc kháng virus, chống đông. Bên cạnh đó, đối với những người mắc bệnh nền, nhất là người cao tuổi, khi dương tính với virus SARS-CoV-2, thường có tâm lý lo lắng, thậm chí hoảng sợ về những vấn đề có thể xảy ra cho sức khỏe của bản thân họ, dẫn đến việc mất ngủ, biếng ăn, là nguyên nhân khiến cho các bệnh nền tăng nặng trở lại. Cộng với phải điều trị COVID-19 khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Do vậy, việc động viên, trấn an để ổn định về tinh thần cho họ là rất quan trọng. Trước hết là chúng ta phải hết sức bình tĩnh. Là cái việc đầu tiên đó là chúng ta phải cố gắng động viên cái bệnh nhân đó thì an tâm và lạc quan. Tiếp nữa là chúng ta phải lấy ngay cái số điện thoại của cái cơ sở y tế gần nhất, đặc biệt là cái người mà phụ trách cái địa bàn y tế mà trong cái khu vực, để chúng ta có thể liên hệ trong cái trường hợp khẩn cấp. F0 mắc bệnh nền được điều trị tại nhà sẽ giúp giảm tải cho hệ thống y tế. Đồng thời, khi điều trị tại nhà, người bệnh được nghỉ ngơi, có đầy đủ điều kiện sinh hoạt, chăm sóc và đặc biệt là duy trì được thuốc trị bệnh nền, chế độ ăn thiết kế theo bệnh lý. Đây là điều hết sức quan trọng giúp F0 bệnh nền mau khỏi COVID-19. Chiều nay, Sở Y tế Bắc Cạn phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về triển khai thử nghiệm tiêm vaccine phòng COVID-19 S268019 do tập đoàn Shionogi của Nhật Bản sản xuất. Các cán bộ tham gia chương trình triển khai thử nghiệm tiêm vaccine phòng COVID-19 S268019 đã được tập huấn các kiến thức về thực hành lâm sàng tốt GCP, các nội dung về đề cương, quy trình triển khai và phân công nhiệm vụ tại các vị trí thử nghiệm. Sau khi đã trải qua giai đoạn 1 và 2 tại Nhật Bản, vaccine S268019 cho thấy bước đầu độ an toàn cao và tiếp tục thử nghiệm vaccine giai đoạn 3 tại Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Ukraine để một lần nữa khẳng định tính an toàn và hiệu quả trong phòng bệnh COVID-19 trước khi đi vào sản xuất.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, đối với việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người đã mắc COVID-19, Bộ Y tế thống nhất chủ trương tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh ít nhất 3 tháng, tiêm các liều cơ bản cùng loại vaccine cho trẻ. Còn các đối tượng trên 12 tuổi đã mắc COVID-19 tiêm vaccine phòng COVID-19 sau khi hồi phục từ 3 đến 6 tháng. Hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học. Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như dung dịch tẩy rửa đa năng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% clo hoạt tính hoặc dung dịch có chứa ít nhất 60% cồn. Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa. Lưu ý để xa tầm với của trẻ các loại chai lọ đựng chất khử khuẩn. Trước khi học sinh quay trở lại trường, 1. Vệ sinh ngoại cảnh, phát quang bụi rậm, không để nước đọng. 2. Khử khuẩn trường học một lần, phun hoặc lau nền nhà, tường nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập, đồ vật trong phòng. Trong thời gian học sinh học tại trường, mỗi ngày một lần sau buổi học, lau khử khuẩn nền nhà, tường nhà nếu có thể, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập, đồ vật trong phòng học, phòng chức năng, dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn khu vực rửa tay, nhà vệ sinh. 2. Mỗi ngày 2 lần, sau giờ học buổi sáng và cuối ngày, lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy. 3. Mỗi ngày 2 lần, sau mỗi chuyến đưa đón học sinh, lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe. 4. Mở cửa ra vào và cửa sổ lớp học, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa. 5. Hạn chế sử dụng đồ chơi, dụng cụ học tập bằng các vật liệu không khử khuẩn được. 6. Bố trí đủ thùng đựng rác, thu gom, xử lý hàng ngày. Trường hợp có học sinh biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ hoặc xét nghiệm dương tính với COVID-19 thì thực hiện khử khuẩn theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. Bản tin phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn.